Ok hello anh em để nhanh thị trường chứng khoán ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 Ok thị trường hiện tại như thế nào Sáng ra thì mình đang thấy đâu đó thị trường thanh khoản rất là thấp nhé 3.700 tỷ thôi Tăng được có 1,65 điểm 1,272 tăng 0,13% Ok ờ, Nước ngoài thì sáng ngày hôm nay bán dòng khoảng 134 tỷ Như vậy là đà bán dòng bắt đầu tiếp diễn khoảng 2 phiên gần đây rồi tất nhiên là xu hướng mua dòng thì nó không thể nào nó kết thúc được tại vì là đơn thuần thôi người ta mua thì người ta sẽ mua vài tháng yeah. vì thế là những cái phiên sen kẽ bán dòng như thế này thì chúng ta cũng chấp nhận được chứ không đến nỗi mà chúng ta kết luận đó là xu hướng nước ngoài nó chuyển dịch thành bán dòng yeah. vẫn đang mua dòng và bán mình nghĩ tương đối nhẹ nhàng những cái phiên mua trước nó rơi vào cứ năm bảy trăm tỷ cơ yeah. tự doanh thì vẫn tiếp tục có phiên mua dòng ngày hôm trước đúng không hơn năm trăm tỷ thanh khoản thị trường ngày hôm nay thì ở ngưỡng rất thấp sáng nay chúng ta giao dịch phải nói là là là, là siêu thấp luôn đấy chứ không phải là rất thấp đâu sáng nay giao dịch siêu thấp luôn khối lượng ngày hôm trước đã thấp rồi khoảng 238 triệu hôm nay là còn thấp tiếp đúng không tất nhiên rồi chúng ta đang chờ đợi một chút khi mà anh em biết rồi thị trường của chúng ta sau khi công lên 1300 thì bị ăn táp tương đối ác bị ăn táp tương đối ác luôn bây giờ chúng ta đang tiếp cận lại cái vùng trendline dưới này và khi tiếp cận lại vùng trendline dưới này thì uh, sáng nay mình có nói với anh em ấy nó sẽ có một cái nhịp hồi t cộng vndex nó vào pha tích lũy trạng thái thị trường thoái lui thủng m 20 thuần thì sideways thôi nên trạng thái này nó không quá tệ nó cũng giống như cái việc mà công lên biên trên anh em hưng phấn lan đạp thôi rơi về nền thì lại hoảng loạn vốn thấp thì dễ bị điều tiết cả hai đầu tuy nhiên cũng cho thấy thị trường phải tạo biên tích lũy lại trước khi công lại 1.300 cộng trừ lần thứ sáu khối ngoại thì có phiên bán dòng tuy nhiên xu hướng mua dòng thì chưa bị thay đổi một xu hướng mua dòng có thể kéo từ 2 đến 3 tháng nhá yeah. mình có nói một vài cái về nhóm ngành còn về tham minh thì chúng ta vẫn tham minh đó là đến tham minh sau 18 tháng 9 có thể là tiếp cận và công lên một hai 1.300 cộng trừ tới giữa tháng 10. Đúng không? Thì nó đã câu lên 1.300 cộng trừ còn trước khi mà đến giữa tháng 10 cơ, tuần trước rồi, đúng không? Và kỳ vọng và tích lũy ở đây mà xuống mạnh sau bầu cử Mỹ khoảng tháng 11 2024 đổ đi. Số viên phối chúng ta mới có hai phiên thôi. Và tiếp tục chúng ta duy trì một cái tỷ trọng khoảng 70% cổ phiếu, 30% tiền mặt và margin. Sau khi thống nhất thì mình với team thì mình đã chọn là duy trì tỷ trọng này từ đến giữa tháng 10 rồi. Đúng không? Chúng ta đã nắm được ở những cái phiên trước rồi. Hỗ trợ ngắn của thị trường nó vẫn là MA20 1271 hỗ trợ chính và mạnh trung tâm là 1250 cộng trừ là 1240 và 1260. Mình có nói đó là rơi m 20 sẽ có nhịp T cộng ở đây, nguyên tắc ba phiên cũng cho thấy điều đó. nhưng mình nói đó là mình sẽ không bắt T cộng nhịp này, nếu không thì mình sẽ bắt từ cái phiên em trước rồi. Mình sẽ bắt ngay cuối phiên tuần trước thì mình sẽ bắt T cộng. Còn nếu mà mình đã xác định bắt T cộng thì mình sẽ không bắt khi mà hồi như này. nhá yeah. Thì xong bắt đầu nó tích lũy lại thì mình bắt đầu mình tính toán mua. Đấy là cái mà anh em lưu tâm một chút liên quan đến thị trường thị trường thì ở chỗ này thì rất dễ nó sẽ có nhịp hồi tê cộng ở đây thôi đúng không nó có loanh quanh này nó có chỉnh thêm thì nó sẽ có hồi tê cộng uh, nhưng mà mình sẽ không 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 bắt cái nhịp này và mình sẽ chờ đợi xem là nó tích lũy như thế nào sau cái nhịp hồi tê cộng đó nó tích lũy ở đây tạo một biên ở đây không nếu nó tạo được một biên giá ở đây các cổ phiếu nó tích lũy lại ok mình sẽ bắt đầu mình sẽ cân nhắc còn nếu không thì chúng ta sẽ từ từ yeah. ở đây thì có các nhóm cổ phiếu thì mình có nói với anh em ấy đó là nhóm banh thì anh em theo sát top trên thì anh em theo sát CTG nếu CTG nó chưa tích lũy và nó break được thì các con khác cũng phải chờ thêm banh top 2 thì anh em cần theo sát STB tiên phong mà SB nó có thể công lên một đỉnh nữa mới bắt đầu nhịp chỉnh thường thì lần đầu pullback em M mười nó sẽ có những cái nhịp hồi ngắn hạn của một đến ba phiên đấy ví dụ như anh em thấy là những cái con như STB này khi mà pullback em M mười nếu anh em bật em M mười lên anh em sẽ thấy nó pullback em M mười pullback em M này thì nếu mà anh em muốn mua mua tối hôm trước thì hôm nay nó hồi lên là ok hàng về là khả năng ít nhất là hòa ok là có ăn kiểu vậy nhá yeah. còn ví dụ như là anh em phải theo dõi những cái con bên trên như là ví dụ như là ctg các thứ để anh em biết là những cái bọn kênh trên nó đang đánh như nào ctg thì đã tạo đỉnh ngắn hạn rồi tạo đỉnh ngắn hạn rồi bây giờ phải tạo tạo biên ở đây rồi nó đã bước vào pha tạo biên rồi đấy và nguyên tắc khi mà bước vào pha tạo biên nếu anh em mua cứ biên dưới thì mua ctg nếu anh em thích thì ba tư .8 anh em lấy vị thế, ok, dưới 35 anh em lấy vị thế là ok, đúng không? Lấy vị thế để đó, còn để mua thêm gia tăng thì phải chờ tích lũy xong, tội gì mua gia tăng sớm, đúng không? Nó chỉnh tiếp đi ra có tiền còn mua tiếp. Thì đoạn này từ giờ đến bác có tài chính thì mình cũng chỉ đi săn thôi, săn nhưng mà có chiết khấu thì mình mới săn. Chứ còn nếu mà thị trường cầu nó tiếp tục nó thấp như thế này liên tiếp như thế này trong nhiều phiên tới ấy, thì mình sẽ không mua. Tức là sau khi mà thị trường nó và lại đây lần thứ sáu rồi thì anh em bắt đầu anh em chán nản rồi. Lúc này bắt đầu mình sẽ vào cuộc mình bắt đầu mình sẽ đi săn chuẩn bị cho sau báo cáo tài chính quý 3. Nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ phải từ từ. Ví dụ như là một là chờ hẳn sau báo cáo điều chỉnh retest bắt đầu mua. Hai là trước báo cáo nếu có điều chỉnh rũ bỏ thì ok. Có chiết khấu thì bắt đầu mua. Không bây giờ vội đúng không? Lên đến 1300 chúng ta còn đang không vội. Mình còn không giải ngân ở trên này. Đúng không? Khi lúc đấy mà anh em còn rất là hưng phấn. Nhưng mà xuống đến đây mình cũng chẳng hoảng loạn. Đã, thì mình biết là thị trường nó vẫn đang quay nó vẫn đang sideways tức là nó chưa có những cái phần sideways phân hóa chứ nó chưa có những diễn biến của đánh trend nên là câu chuyện là với hôm nay tiếp tục vôn thấp như thế này thì chúng ta lại phải theo sát thêm vôn có nổ trong tuần trước nhưng nếu mà tuần này tiếp tục giao dịch vôn thấp mà lại đánh mất được ở cái một hai bảy mươi một hai sáu mươi này thì chúng ta phải tái tích lũy lại nhé và chúng ta đã nói rồi vn index bước vào một pha tích lũy rồi và cái sự tích lũy ở đây như thế nào nó sẽ quyết định cái sự thành công của cái pha sau hy vọng rằng chúng ta có thể là tích lũy tốt ở đây để chúng ta cho một cái nhịp mà sau bao tài chính chúng ta có thể vút lên và khi đó tạo một cái trend trung hạn mới. Yeah, mình cũng đang tham minh là như vậy. Có thể là nhịp vút lên nó sẽ rơi vào khoảng tháng 12, hy vọng là như thế nhá. Yeah, ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại thì mình vẫn duy trì cái tỷ trọng như thế thôi. Cổ phiếu thì vẫn nắm giữ những cái vị thế của mình, còn mua thêm thì chắc chắn phải có chiết khấu. Yeah, chiết khấu giai đoạn này thì anh em cứ view tầm khoảng 7 đến 15% tùy từng cổ. Ví dụ như là Uh, blue thì anh em có thể mua những cái cổ blue đầu ngành anh em có thể mua khi chiết khấu từ 5 đến 7% từ đỉnh gần nhất. Còn mid cap thì anh em có thể mua chiết khấu từ 10 đến 15% ờ uh, của đỉnh gần nhất hoặc là 7 đến 15% đỉnh gần nhất là ok. Là anh em có thể cân nhắc lấy những cái vị thế cho mình dần Còn để mua gia tăng thì anh em nên chờ VNDX tích lũy thêm Đấy là quan điểm của mình Nên, nên chuẩn bị một cái lượng tiền mặt Còn ai mà đã full từ đây rồi thì hôm trước mình nhắc rồi Anh em phải chấp nhận câu chuyện anh em sẽ lỗ từ 5 đến 12% Nếu ai đã full 1.300 mình có nhắc anh em những cái cây như thế này này cây ngay từ đầu thôi là ai mà chấp nhận mua vùng này nếu mà thị trường nó có biến một cái nó rũ một phát tôi là anh em phải chấp nhận lỗ từ 5 đến 12 phần trăm nếu mà cả nhà chấp nhận được cả nhà xem những bản tin trước đó thì cả nhà đã có những cái quyết định cho riêng mình rồi thì phải tuân thủ stop tiếc như nào đấy là tùy cả nhà nhá yeah. ok cảm ơn nhà rất là nhiều sẽ có những cái rung lắc nhất định tự chung lại thì có một cái nhịp hồi sáng nay lên thì bây giờ quay trở lại lớp gáp thôi nó loanh quanh ở đây thì nó sẽ có một cái nhịp hồi t cộng còn t cộng yếu t cộng khỏe thì phải tùy vào còn banh top 2 nó có dướn lên không hay là tùy vào các nhóm ngành nó thể hiện như nào, tùy vào cung cầu như nào nhưng trước mắt nó sẽ có tây cộng ở đây. Nhá, yeah. xong bắt đầu nó mới vào pha điều chỉnh tích lũy, có thể điều chỉnh tiếp. Tiếp diễn, xu hướng điều chỉnh, có thể là vùng hỗ trợ mạnh của nó là 1250 cộng trừ cơ. Tức là 1240 đến 1260 thì về đó nó sẽ có những cái diễn biến nó tích cực hơn, nhá. Yeah. Ok. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà đầu tư luôn thành công. Hẹn cả nhà buổi live tối nay trên YouTube và TikTok anh Lương Vịt. Anh em mà muốn đăng ký vào nhóm thì nhắn tin qua Zalo trên link bio TikTok mình cho anh em đăng ký vào nhóm trợ lý hỗ trợ anh em ok bye bye